Hello chào các bạn, mình Alo đây. Hôm nay thì mình sẽ làm hướng dẫn các bạn làm tầng 2 của Rubik. Thì chia sẻ video này, like, share và subscribe kênh của mình nha. Bây giờ thì vào clip thôi. Đây chính là cái cục Rubik lần trước mình hướng dẫn các bạn đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm tầng 2 của cục Rubik. Tầng 2 của cục Rubik là nó sẽ có cái phần giữa này. Phần ở giữa này. Bên cạnh. Bên cạnh tâm. Thì chúng ta phải cố gắng. Thì bây giờ mình không thể kiếm được những viên đấy nó ở đây, thì mình sẽ phải nhờ ở phần tầng bên trên. Tầng bên trên thì là tầng 3 thì là có mặt là mặt vàng. Thì mặt vàng thì sẽ không thể di chuyển ở xuống đây, bởi vì ở đây không có mặt nào là có một tâm vàng cả. Vậy nên chúng ta sẽ chọn những cái phần ở giữa này này, nó không có màu vàng, để mình sẽ tìm xem. Đây chính là cái phần ở giữa này không có màu vàng này, các bạn nhìn này, bên trên là xanh nước biển và bên dưới là màu đỏ, thì là nó không có màu vàng. Thì mình sẽ bắt đầu đi làm tầng 2 từ bắt đầu viên này. Viên này thì có phần bên dưới là màu đỏ, thì mình sẽ phải di chuyển về chỗ có tâm đó. Đây. Bên nhưng mà ở đây thì nó thể nhảy xuống đây hoặc nhảy xuống đây, thì mình sẽ phải nhìn ở đâu? Mình nhìn ở bên trên. Bên trên là màu xanh nước biển, thì bên trái màu đỏ thì là màu xanh nước biển, thì nghĩa là màu xanh nước biển này phải nhảy xuống đây, chứ bên này là màu xanh lá cây thì màu xanh nước biển nhảy xuống màu xanh lá cây là sai. Bây giờ mình sẽ nhảy ở đây, thì công thức đó chính là U phẩy L phẩy U L U F F phẩy. Bây giờ nó nhảy xuống đây rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm tiếp xem cái ở giữa nào không có màu vàng. Đây chính là cái này không có màu vàng này. Bên trên là màu xanh lá cây và bên dưới là màu đỏ, thì bắt đầu mình lại di chuyển về bên dưới nó có màu đỏ, nên bây giờ mình sẽ di chuyển về chỗ có tâm màu đỏ. Đây chính là chỗ này. Bên trên là màu xanh lá cây thì mình phải để chỗ này, bởi vì chỗ này đang có tâm là màu xanh lá cây. Thì công thức lần này đó chính là U R U phẩy R phẩy U phẩy F phẩy U F. Bây giờ nó để xuống đây và chúng ta có thể thấy là chúng ta làm được tầng 2 của mặt màu đỏ. Rồi bây giờ mình sẽ tìm tiếp xem có mặt nào ở giữa này nó không màu vàng không. Mình thấy một mặt rồi này. Đây bên trên là màu xanh nước biển và bên dưới là màu cam. Mình sẽ di chuyển về chỗ có tâm cam. Đây chính là chỗ có tâm cam. Thì bên trên là màu xanh nước biển thì mình phải nhảy xuống bên này hay là bên này, thì kết quả là bên này, bởi vì là bên này đang có tâm xanh nước biển. Thế nên mình mới có thể làm một tầng 2. Còn nếu như mình nhảy bên này thì mình sẽ bị sai màu, bởi vì bên trên là màu xanh nước biển mà nhảy xuống bên này là màu xanh lá cây thì là sai. Thì công thức như lúc nãy đó chính là công thức nhảy xuống bên phải, đó chính là U R U phẩy R phẩy U phẩy F phẩy U F. Vậy là nó đã nhảy xuống đây rồi. Đây chúng ta có thể thấy là màu xanh nước biển và màu đỏ cùng nhau. Đây còn mỗi cái này thôi. Đây này. Bây giờ đây mình tìm được viên này rồi, đó chính là ở bên dưới là màu cam, bên trên là màu xanh lá cây. Thì mình sẽ di chuyển về bên dưới màu cam, nên mình sẽ di chuyển về chỗ có tâm cam ở chỗ này. Bây giờ còn mỗi bên này là chưa, bên trên là màu xanh lá cây, thì chắc chắn mình phải nhảy xuống chỗ có tâm màu xanh lá cây là chỗ bên trái. Thì công thức đó chính là U R U phẩy R phẩy U phẩy F phẩy U F. Vậy là mình đã hoàn thành xong tầng 2. Đó, rất là đặc biệt luôn. Ok các bạn ơi, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong tầng 2 rồi. Nhưng mà tầng 2 thì còn có một cái. Đó chính là một cái trường hợp là như này. Đây, các bạn có thể thấy là như này này các bạn này. Là cái viên cạnh mà ở tầng 2 ấy, thì nó đang bị ngược. Cái này này đáng nhẽ là phải xoay ngược lại như này, nhưng mà nó lại bị như thế này. Đây. Và trên tầng 3 lại không có một cái viên nào nữa. Thì các bạn sẽ dùng công thức mà từ bên này, từ bên trên nhảy xuống chỗ này. Đó chính là công thức U phẩy
L phẩy U L U F U phẩy F phẩy. Vậy là nó nhảy lên bên trên. Nhảy lên bên trên để làm gì? Nhảy lên bên trên để chúng ta sẽ xoay nó, xoay tâm cam về trùng về cái phần dưới này là màu cam, về trùng với tâm cam là bên trên là màu xanh lá cây, thì mình lại nhảy xuống chỗ có tâm xanh lá cây. Lại là công thức đấy tiếp, U phẩy L phẩy U L U F U phẩy F phẩy. Đó trường hợp mình là biên mình xuống dây. Còn nếu như bên này thì sao? Bên này thì cũng như thế. Bên này thì cũng như thế thôi. Chúng ta sẽ cũng như thế tiếp. Đây, các bạn có thể thấy bên này nó lại bị như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng công thức của cái viên này, cái viên bên trên nhảy xuống đây. Thì công thức đó chính là U, R, U phẩy, R phẩy, U phẩy, F phẩy, U, F. Vậy là nó nhảy lên bên trên. Bây giờ thì mình chỉ cần lại làm như thế tiếp. Bên dưới là có màu cam, mình di chuyển chỗ có tâm cam. Bên trên là màu xanh nước biển thì mình nhảy xuống chỗ có tâm xanh nước biển ở chỗ này. Là công thức lại là U, R, U phẩy, R phẩy, U phẩy, F phẩy, U, F. Đó, vậy là mình đã hoàn thành xong một tầng 2 rồi. Thì clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên like, share và nhấn subscribe kênh của mình. Và cũng đừng quên qua những kênh khác như là kênh khác của mình. Bởi vì là mình đang có rất là nhiều kênh. Thế nên là các bạn nhớ ủng hộ cho những kênh của mình một subscribe nha. Ok, bây giờ thì bye bye.